Nghiên cứu phần lý thuyết. Thứ nhất là trục tọa độ. Thế nào là trục tọa độ nhá? À, thì như này. Trục tọa độ hay gọi là trục là một đường thẳng mà trên đó đã xác định được điểm gốc là điểm O. Đó. Đây người ta cho uh, gốc xác định gốc là O này và một vectơ đơn vị là vectơ e nhá. Đây là vectơ đơn vị. Đây gọi là trục tọa độ nhá. Trục tọa độ là là một đường thẳng mà đã xác định được điểm O là gốc tọa độ và vector đơn vị là vector E nhá. Điểm O ở đây là gọi là gốc tọa độ. Hướng của vector đơn vị là hướng của trục. Ví dụ như hình ảnh này, đây là vector đơn vị đây. Hướng như này, đây từ từ trái có phải thì cũng là hướng của trục như này. Ok, hướng của trục cũng là từ trái có phải. Ký hiệu như này, OE. Đó, các bạn nhớ đây là ký hiệu của trục tọa độ nhá. Trục tọa độ là gốc O vector đơn vị là Vector e. tọa độ của vectơ trên trục chúng ta tìm hiểu về cái từng mục nhá. Tọa độ của vectơ trên trục, nếu như vectơ u có tọa độ là a thì điều đó có nghĩa là uh, vectơ u sẽ bằng a nhân với vectơ đơn vị e nhá. Và điều ngược lại cũng đúng, được chưa? Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu tọa độ của điểm trên trục. Đó, thế như này nhá. Người ta cho trục tọa độ trước như này, được chưa? Cho điểm m Điểm M là điểm tùy ý trên trục tọa độ OE. À, khi đó có một số k, số thực k nhá, sao cho OM vector OM bằng k lần vector e Vector OM này này bằng k lần vector OE thì k được gọi là tọa độ của điểm M đối với trục đã cho. Được chưa nào? Ví dụ như đây OM uh, bằng uh, 3/2 vector E chẳng hạn thì điểm M có tọa độ là 3/2 như thế nhá đây nhá ta chú ý cái này nhá điểm m có tọa độ là k khi chỉ khi vector UM bằng k lần vector E nhá vector đơn vị tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đến mục độ dài đại số của vector trên trục độ dài đại số như nào Đấy, thì chúng ta đã biết độ dài vector này, đúng không độ dài vector là độ dài của đoạn thẳng AB nhá độ dài vector là một số uh, luôn lớn hơn hoặc bằng không cho thì bây giờ chúng ta thấy này đây trên trục này trên trục uh, OE thì người ta cho hai điểm A và điểm B trên trục nhá. Được chưa? Khi đó có duy nhất một số thực a sao cho vector AB sẽ bằng vector e nhá, vector AB này bằng a lần vector e nhá. Vector AB bằng a lần vector e thì khi đó số a gọi là độ dài đại số của uh, vector AB đối với trục đã cho và ký hiệu a à, bằng độ dài đại số các bạn chú ý nhé đây độ dài đại số ở trên có cái gạch ngang không có vector nhé Đấy, đây gọi độ dài đại số độ dài đại số của vector